Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tok Game Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ review trải nghiệm một con game mobile vừa mới ra mắt phiên bản thử nghiệm có giới hạn, tên gọi là Tam Quốc Chí Chiến Lược. Đây là một con game chiến thuật lấy chủ đề Tam Quốc do nhà hành Thiên Thượng Hỏa phát hành tại thị trường Việt Nam. Một điểm đặc biệt đó là con game này được sản xuất bởi Koei Tecmo, cũng là cha đẻ của series Dynasty Warriors rất là nổi tiếng đúng không ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Tam Quốc Chí Chiến Lược này để xem nó như thế nào nhé. Đấy, mình thì nói thật với anh em là mình cũng không phải fan của dòng game này, nhưng mà mình sẽ chơi và giới thiệu cho anh em thôi. Rồi, ở đây thì các bạn hãy đăng nhập bằng Facebook, bằng tài khoản của nhà hàng Thiên Thượng Hỏa nhá. Mình sẽ tạo tài khoản một tí nha anh em nhá. Ok, sau khi mình tạo tài khoản thì mình sẽ vào game nha mọi người nha. Có một điểm đặc biệt là con game này thì nó sẽ có một cái đồ họa theo kiểu sandbox ấy. Và các bạn này chọn đồ họa 2D hoặc đồ 3D hoặc là 2D. Đây, 3D thì nó sẽ chi tiết hơn. Thì ở đây mình sẽ chọn đồ họa 3D và chúng ta sẽ khởi động lại game nhá. Đây, cái này cũng là một điều anh em cần lưu ý khi mà chơi con game Tam Quốc Chí Chiến Lược này. Đây, Koei Tecmo này. Đó, bạn thấy không? Bạn nào mà hay chơi series Dynasty Warrior là sẽ biết đến cái nhà phát hành game này rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào game nha. Mình đang chơi ở cái server Kết Nghĩa Đào Viên. Đấy, nói chung là game chiến thuật về chủ đề Tam Quốc ở Việt Nam thì nó có quá nhiều rồi. Đấy, các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn luôn. Và để xem là cái con game này nó như thế nào. Mình đã từng trải nghiệm phiên bản nước ngoài của game này rồi ấy. Về cơ bản thì mình lại cũng khá ấn tượng về cái đồ họa game này. Nó rất là chi tiết luôn. So với một con game chiến thuật. Đấy, nhưng bây giờ có bản Việt thì thật là mình sẽ chơi nó dễ hơn rất là nhiều. Hôm trước chơi bản tiếng Anh ấy, chả hiểu cái gì cả. Và mình cũng không tìm hiểu nhiều ấy. Rồi, ở đây các bạn hãy tạo nhân vật nhá. Nhân vật nam hoặc nữ. Chọn bừa một hình tượng nào đấy đi. Cũng không quá quan trọng đâu. Cái quan trọng là cái đằng sau này này. Đây, cái quan trọng nhất của con game Tam Quốc Chí Chiến Lược này là cái nơi mà các bạn sẽ bắt đầu cái gọi là start up, tức là cái sự nghiệp dựng binh của bạn. Đấy, trong game này các bạn sẽ vào vai một lãnh chủ và có cơ hội để xây dựng và phát triển một cái quốc gia riêng của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ có các vùng như kiểu Tây Lương này. Và mỗi vùng ấy thì nó sẽ có một cái, nó sẽ cộng thêm một cái, nó có một cái ưu điểm riêng. Ví dụ như Tây Lương thì tốc độ lính kỵ di chuyển cộng 5% này, sản lượng mỏ sắt cộng là 150. Hà Bắc là sát thương lính thương là cộng 2%, điểm danh tiếng cộng 50. Giang Đông là sát thương lính cung cộng 2%, điểm danh tiếng cộng 50. Kinh Sở, số lượng xu cộng 100, sản lượng gỗ cộng 300. Có hai cái vùng này thì đang bị có một số cái vùng khác thì đang bị hai cái vùng này thì quân Khăn Vàng đang xâm lược thì không thể sự chọn được. Ngoài ra có một số vùng này thì là đang giao tranh. Đấy, thì hiện tại thì các bạn sẽ chọn được bốn vùng đất này thôi. Ví dụ mình chọn Kinh Sở đi để mình có số lượng xu cộng gỗ nó cộng thêm nhiều á. Chúng ta sẽ vào game này. Đấy, cái việc lựa chọn vùng đất ban đầu nó rất là quan trọng. Trong game Tam Quốc Chí Chiến Lược này thì cái việc địa hình nó rất quan trọng nha mọi người nhé. Đấy, trong việc là bạn sau này bạn tấn công, di chuyển tấn công hoặc là phòng thủ. Đây, bạn sẽ có một cái tòa thành này, chúng ta sẽ có Gia Cát Lượng này. Đấy, ban đầu thì chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ. Đấy, hoàn thành chiêu mộ này, các bạn thể chiêu mộ ở đây. Chúng ta sẽ có rất là nhiều võ tướng, rất là quen thuộc. Tất nhiên là ban đầu thì anh em sẽ được tặng những cái võ tướng cấp thấp thôi. Còn sau này thì các bạn sẽ có thêm những cái võ tướng khác, đấy, có là Lữ Bố, Gia Cát Lượng các kiểu này. Tí mình sẽ xem phần tỷ lệ nhá. Chúng ta sẽ chọn chủ thành này, vào thành, tạo đội quân. Cái này bạn nào chơi game chiến thuật Tam Quốc nhiều chắc là sẽ biết rồi. Cho tướng ra trận. Cho tướng ra trận. Đó. Và đã có tướng thì chúng bạn sẽ phải chiêu mộ thêm binh lính. Đấy. Và chúng ta sẽ ra ngoài chiến đấu. Bạn đâu? Bản đồ nhá. Chúng ta sẽ đi chiếm lĩnh này. Chọn binh lực công chiếm. Sau này các bạn thể xây dựng nhiều đội hình khác nhau. Đấy, và tùy độ xa thì các bạn sẽ mất cái thời gian để di chuyển. Đấy, vì vào độ xa mà các bạn sẽ mất thời gian di chuyển thôi. Và chúng ta sẽ đến phần đối chiến. Đây, cái phần đối chiến này thì nó làm cũng có cả giọng voi rồng tiếng và cái không khí chiến trường nó làm cũng nghe cũng khá là thật này. Tiếng binh khí chém nhau ấy các thứ. Rồi hiệu ứng kỹ năng nhìn cũng được, cũng không đến mức quá hành tráng nhưng mà mình thấy là cũng rất là ổn áp rồi. Cái phần chiến đấu này, sau này thì tất nhiên là anh em thể bỏ qua nhanh hoặc là tăng tốc gì đấy. Đấy, sẽ nhanh hơn này. Không đến mức là quá hoành tráng nhưng mà trông cũng ok nếu bạn nào không có khó tính. Cái đồ họa chiến đấu
Còn mình thật sự mình ấn tượng nhất là ở cái phần bản đồ này này. Rồi, đánh xong rồi. Thế như trẻ Thu trẻ. hoạch thêm tài nguyên này. Rồi. Chúng ta sẽ về thành để Ok, hồi cần binh. chạy nghỉ ngơi. Đấy, ở đây thì mình cứ chơi theo cái hướng dẫn của game thôi. Game đó hướng dẫn cũng sẽ rất là kỹ dành cho các bạn nào mà lần đầu tiên chơi cái thể loại này. Đấy, rồi chúng ta sẽ đó thành trì của bạn, ngoài việc là bạn đi đánh chiếm tài nguyên đấy, thì cái thành trì của bạn cũng sẽ có nguy cơ bị người khác tấn công nhá. Ví dụ như ở đây chúng ta đang bị giặc khăn vàng tấn công này, chúng ta sẽ phòng thủ. À, chúng ta có nghĩa quân chiến đấu và sẽ trợ giúp cho nghĩa quân sau này. Đấy, đang chiến đấu nó sẽ phần này nó sẽ làm bắn tắt, nó sẽ thể hiện như này thôi. Quan trọng là sau này ấy, các bạn đi công chiếm rồi ra bản đồ thế giới chiến đấu các thứ, chiến đấu với người chơi khác ấy. Vào thành này. Chọn binh chủng. Chúng ta sẽ có phần rất nhiều binh chủng ở đây là khiên, cung, thương và vũ khí. Đấy, các bạn sẽ chọn binh chủng. À, game này tức là mỗi tướng nó không phải đại diện cho một binh chủng mà các bạn có thể thay đổi binh chủng tùy thuộc vào cái việc khắc chế giữa các binh chủng đấy. Đấy, mình đang chuyển sang thương binh rồi. Bởi vì là có sự khắc chế giữa các binh chủng ấy, nên là mình sẽ chọn cái binh chủng sao cho khắc chế đối thủ để tạo lợi thế trong chiến đấu. Rồi, lại vào chiến đấu này. Mau xin tha đi, đến đi, ai sợ ai chứ? Thế như trẻ trẻ. Ồ, nó có mấy cái đoạn cắt cảnh nữa, rất là đầu tư luôn. Cái này thì chắc là sao à, đây các bạn có thể bỏ qua nhanh được. Đấy, thật ra cái phần chiến đấu này thì không quan trọng đâu. Đấy, quan trọng là các bạn phải điều binh khiển tướng, vì sau này các bạn sẽ cùng một lúc chiến đấu rất nhiều điểm. Đại Nên pháo các bạn không đây. thể quan sát hết được mà các bạn sẽ có nút bỏ qua nhanh. Sắp xếp đội hình, thu binh. À, thủ binh. Game này thì được cái đầu rất là đầu tư lồng tiếng nha. Đấy, ngoài ra thì đang trong giai đoạn test thì các bạn Đang trong giai đoạn thử suy nghiệm nghĩ ấy, các cho bạn sẽ đúng. nhận được rất là nhiều phần quà để các bạn trải nghiệm. Ở đây cứ chơi theo hướng dẫn của game đã, chúng ta sẽ có phần nâng cấp tướng này. À, cho tướng tím tím vào đây, ra trận quan binh này. Mệt. Chia binh nhanh này, sát binh lính này, quay lại. Đấy, nó sẽ có rất nhiều đoạn cắt cảnh, có chuyện các thứ luôn. Và chúng ta sẽ đến một phần mới là phần nhiệm vụ. Các bạn ban đầu sẽ đi làm những cái nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa tính năng mới cũng như là hiểu game hơn. Về cơ bản thì mình thấy là con game Takuchi chiến lược này chơi như những con game chiến thuật khác thôi, cũng khá là dễ hiểu với bạn nào từng chơi rồi. Đây. Đây, một số cái phần sự kiện trong game. Thì nhá, mình ấn tượng nhất của con Takuchi chiến lược này là cái phần bản đồ. Bạn thấy đây, có núi này. Rất là rộng, bản đồ rất là rộng luôn, mình sẽ đấy, zoom gần zoom xa được vì là bản đồ 3D sandbox ấy. Rất là rộng nha, bản đồ rất là rộng luôn, có sông, có núi các thứ và tùy vào cái địa hình mà các bạn ví dụ đi qua sông là cần thuyền này, các kiểu. Rồi cái địa hình mà cái thành các bạn ở ấy nó cũng rất là quan trọng luôn. Đây, những người chơi khác. Đó, rất là hay luôn. Mình ở khu này thì rất dễ bị đánh. Ví dụ mình sẽ chui về khu mà kiểu giữa cái núi này này thì địch nó chỉ có một đường vào thôi. Đấy, nó rất là quan trọng luôn. Thì đây chúng ta có phần chiêu mộ này, xem võ tướng. Đây, các bạn thấy rất nhiều tướng nhá. Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, đây là những tướng cam. Cao nhất, xịn xó nhất rồi, 5 sao. Đó, rất nhiều võ tướng. Tổng số lượng nhân vật hiện tại ở phiên bản hiện tại là 113 nhân vật. Rất là nhiều. Đây, tỷ lệ 5,6%, 5 sao, 36% là 4 sao, 58,4% là 3 sao. Ồ, tỷ lệ mình thấy là 5,6% là một con số cũng khá là cao rồi. Trung bình các game khác tầm 5% thì game này 5,6%. Đây là phần thư tín này. Đấy. Chúng ta hiện tại đang là tham gia bản test thì các bạn sẽ được rất là nhiều tài nguyên để các bạn test game. Thì các bạn thể trải nghiệm thêm nhá. Đấy, về cơ bản là cái con game Takuchi chiến lược này như vậy, nó dành cho những bạn nào mà yêu thích dòng game chiến thuật Tam Quốc. Đấy, và game này thì có bản đồ rất là đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn mây này, mình bật bản đồ 3D lên. Nhìn mây nó rất rất thật luôn, cỏ cây các thứ, các cái công trình làm rất là chi tiết luôn. Thực sự rất là ấn tượng đấy anh em ạ. Đây, ban đầu thì anh cứ đi làm nhiệm vụ này thôi. Chúng ta sẽ đi hành quân này. Đấy, ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ cho mình. Xây dựng kho. Đây, chúng ta sẽ có các cái công trình để các bạn xây dựng. Game này thì các công trình nó không thể hiện 3D mà nó làm kiểu 2D thôi. Đây, nó chỉ làm kiểu 2D này thôi. Khá đáng tiếc, kể ra nó làm kiểu đồ họa 3D nữa thì ok, nhưng mà đây nó chỉ cho kiểu 2D này thôi anh em ạ.
Có thể một số anh em sẽ hơi thất vọng ở cái điểm này. Công chiếm. À, mình đang hành quân rồi. Vẫn mình ấn hơi nhầm. Công chiếm này. Công chiếm. Đó, và thắng lợi rồi. Xong rồi chúng ta sẽ đợi một lúc thu hoạch tài nguyên, chúng ta sẽ cho về thành. Chiêu mộ một võ tướng mới, lần này miễn phí này. Đó, mình sẽ xây dựng thêm. Ô, được ngay một tướng tím luôn này. Đây. À, điểm tướng cấp 1 mở. Hiện tại mình chưa được. Hoặc là các bạn sẽ cho vào đội hình mới. Tào Hống này. Đấy. Chúng ta sẽ có các đội hình như là Quan Bình, Tôn Càn. Thì ở đây mình sẽ cho Tào Hưu vào. Đấy, sau này các bạn sẽ dụ mà cùng một lúc các bạn sẽ cho một tổ đội đánh điểm A, một tổ đội đánh điểm B, kiểu như thế. Bạn nào mà chơi game chiến thuật nhiều chắc biết. Đấy, ok, thì như vậy cậu Vàng cũng giới thiệu cho anh em về một con game chiến thuật lấy chủ đề Tam Quốc, có đồ họa 3D sandbox, mình thấy rất là ấn tượng. Có tên gọi là Tam Quốc Chí Chiến Lược, đến từ nhà phát hành Thiên Tượng Hỏa. Game hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm, bạn nào quan tâm có thể tải game và chơi thử nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng, mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe kênh Tokyo Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.